Minh Tú, h Henie từng chờ tay không kịp vì sự cố chớ trêu trước phần thi áo tắm. Đằng sau những hình ảnh trình chủ, tràn đầy năng lượng, ít ai biết rằng Hờ Henie, Minh Tú từng gặp phải sự cố vỡ mạch máu khiến cơ thể bị thâm, bầm. Ở kỳ Miss Super Regional 2018 diễn ra tại Ba Lan, đại diện của Việt Nam là siêu mẫu Minh Tú đã cho thấy tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Ngoài việc luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, chỉn chu, Đại diện Việt còn ghi điểm khi luôn sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh cùng tham gia cuộc thi. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng liên tục đăng tải những hình ảnh trong hành trình của mình tại cuộc thi Miss Supranational 2018 để cập nhật tới khán giả Việt. Cũng chung tình cảnh trái ngang với Minh Tú, đại diện Việt Nam ở kỳ Miss Supranational 2019, Ngọc Châu cũng không khá hơn. Ngoài việc để sụt cân khiến thân hình gầy gò, người đẹp còn bị thâm bầm khắp cơ thể, trông cô tiểu tụy. Những nguyên nhân vỡ mạch máu dưới da Tình trạng vỡ mạch máu dưới da có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, một số lý do hay gặp nhất là chấn thương và chạm tác động mạnh đến thành mạch gây tổn thương và dẫn đến hư tổn mạch máu, cơ thể bị dị ứng, vỡ mạch do căn bệnh nhiễm trùng máu hay do tác dụng phụ của thuốc. Bên cạnh đó, nguyên nhân vỡ mạch máu dưới da còn có thể do người bệnh thực hiện hóa trị, bức xạ để chữa bệnh. Và quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể cũng là một nguyên nhân phổ biến gây vỡ mạch máu. Hướng dẫn khắc phục tình trạng vỡ mạch máu dưới da Trường đá vị trí tổn thương khoảng 15 phút mỗi lần và thực hiện từ 4 đến 5 lần mỗi ngày, áp dụng khi vỡ mạch dưới da không bị vết thương hở trên bề mặt. Cố gắng không cử động nhiều tại vị trí bị thương tổn đồng thời dùng gối hoặc dụng cụ khác để kê vết thương lên cao. Hạn chế tiếp xúc vị trí vỡ mạch máu bằng nước nóng hay nước âm trong 2 ngày đầu tiên sau khi xảy ra thương tổn. Sau đó 3 ngày, khi vết thương đã giảm sưng đau mới được thực hiện áp nóng bằng túi nước nóng hoặc trường khăn nóng. Khi vết thương giảm sưng đau, nên thực hiện các thao tác massage nhẹ nhàng xung quanh để mau chóng tan máu bầm và hồi phục bên cạnh việc chăm sóc trực tiếp vết thương bạn cần hạn chế sử dụng thuốc lá rượu bia đồng thời nên tăng cường cung cấp thêm dưỡng chất khác cho cơ thể bằng thực phẩm dinh dưỡng rau quả xanh uống nhiều nước thành phần chất chống oxy hóa và các loại vitamin có trong rau xanh và trái cây là liều thuốc tốt nhất giúp hồi phục vết thương